Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ngôi sao đẹp như thế này. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Trước tiên các bạn chuẩn bị cho mình 500. Sau đó chúng ta sẽ đếm cho mình 5 viên. 5 viên. Sau đó chúng ta khép vòng lại. Và tiếp tục đi xung quanh để tạo ra một vật như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi thêm cho mình, chúng ta sẽ xếp thêm. Ta sẽ xếp thêm là chó to bằng cái hình có sẵn bên này. Bây giờ chúng ta xếp thêm và chúng ta được một hình như thế này. Chúng ta đếm từ trong 1 2 3 4, 1 2 3 4. Rồi bây giờ thì tại cái chỗ góc này các bạn đếm cho mình, các bạn đi tiếp đến vị trí bên này, đi sang đây, các bạn đếm từ cái đỉnh này 1 2 3 4 5 6 7. Các bạn ôm vào đây để tạo ra một cái tròn ở đây như thế này. Sau đó ở đây cũng thế, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 viên bi. Chúng ta cũng chắp vào vị trí này. Đó. Tiếp tục. Cũng đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Ta cũng chắp vào đây như thế này. Và tiếp tục bên này, 1 2 3 4 5 6 7, chắp vào đây. Đây chính là những cái cánh của ngôi sao đó. Tiếp tục ở đây nữa, 7. Và chúng ta cũng chắp vào đây như thế này. Và ở phía này thì chúng ta sẽ ngắt bớt những viên bi. Chúng ta đếm từ trong ra là sẽ có 1 2 3 4 5, thì chúng ta cần phải ngắt bớt một viên bi nữa ở vị trí này để cho chúng ta sẽ tạo ra ngôi sao như thế này. Và chúng ta điều chỉnh để ra một khối cân đối như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xếp một khối thứ hai. Các bạn nhìn bên dưới, đây là phần bên dưới. Bây giờ chúng ta sẽ xếp một khối nữa úp vào đây. Chúng ta cũng xuất phát từ 2, 4, 5 viên. Và sau đó xếp vòng quanh. Một vòng nữa. Và một vòng nữa, đúng không nào? Tuy nhiên chúng ta kiểm tra xem là nó đã đúng chiều chưa thì chúng ta úp thử vào đây xem. Chúng ta sẽ xếp thêm một vòng nữa. Và chúng ta xếp vào đây.
chúng ta sẽ điều chỉnh. Và bây giờ chúng ta sẽ xếp phần tiếp theo. Chúng ta điều chỉnh cho tạo hình cho cân đối ra những cánh, tiếp thu ở vị trí này nữa. Và sản phẩm chúng ta đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt.